Người ta vẫn thường nói, tình yêu thực sự đi kèm với mù quáng. Vì tình yêu, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng khi tình yêu đó có quá nhiều sự khác biệt, chênh lệch về ngoại hình, độ tuổi, chắc chắn nó sẽ tạo ra không ít những nghi ngờ và tranh cãi. Câu chuyện của cụ ông 66 tuổi kết hôn với cô gái trẻ xinh đẹp 18 tuổi, người Malaysia, được xem như một ví dụ điển hình. Được biết, cặp đôi này đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi độ lệch pha của chồng và vợ. Đầu tiên chính là bức ảnh trong trang phục cưới. Cô gái đã mặc trang phục cưới hoàn chỉnh, trang điểm lộng lẫy. Ngồi bên cạnh cô là người chồng đang ngậm bình nước có núm vú giả. Người chồng già nua đáng tuổi cha, tuổi ông, đeo kính râm. Chỉ nhìn hình ảnh này cũng đủ thấy ông giàu có cỡ nào. Tiếp đến, vào ngày 6 tháng 9 năm 2016, hình ảnh cặp đôi này tay trong tay đi trên đường phố với trang phục đời thường đã tiếp tục gây bão. Với rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra xung quanh cặp đôi này. Nhiều người cho rằng cô gái chắc chắn chỉ vì hám tiền nên mới chấp nhận tình yêu bên một người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi ông của mình như vậy. Không thể nào có một thứ tình yêu chênh lệch đến như thế. Họ ngờ vực rằng cô gái thực chất chỉ yêu khối tài sản khổng lồ mà ông ấy có mà thôi. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, biết đâu đó tình yêu là điều khó nói và họ đồng điệu với nhau trong tâm hồn nên tuổi tác không thành vấn đề. Điều đáng chú ý hơn, một cư dân mạng lại nói rằng đây đơn giản là bức ảnh nghi thức được chụp trong một lễ hội. Mặc dù chưa biết thực hư nó có phải là đám cưới hay là một câu chuyện tình thật hay không, nhưng câu chuyện về cặp đôi này đang gây bão cộng đồng mạng. Và nếu đúng như đây là một đôi vợ chồng, thì có lẽ cụ ông 66 tuổi này đã khiến bao chàng trai trẻ trung phải khóc ròng vì ghen tị.